Ui, ui má ơi, cái gì mà vàng hực bụi trắng vậy trời, mày lớn gì nè. Ôi thôi, nó giống nhít kìa. Lâu lắm rồi đó nghe mới bắt được con lươn bự lươn cù như thế này. Chắc là cả nhà mình ai cũng có nghe nói lươn mà già lươn cù lâu năm thì nó có. Dạ, thân dân kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay dân trở lại cái luồng lờ cũ trong rừng rậm rạp nè. Còn 15 cái sau một thời gian gần năm cả trăm đó. Ba luồng mà giờ còn có một luồng. Lâu lâu á trở lại thăm kiếm ăn. Trong đây á thì hơi kín đáo. Đây mất hoài sợ quá rồi. Cái không có dính hay sao, hơi ngu vậy ta. Có con cá sặc thà để neo đi. Ở trong rừng á mình cũng khó đánh bắt. Kiếm chỗ cũng cực. Cái đầu tiên không có, không biết cái này có may mắn với mình hay không. Để thôi ăn muối á. Ui nó nghiêng quá tay nè. Cây này là cây dừa, đến mùa thay lá nó rụng lá quá tè tài luôn. Xuống nước nó cái màu nó sẫm lại luôn. Nó nghiêng quá cả nhà ơi. Không có dính luôn, sao kỳ ta. Chỗ im dữ rồi mà đã. Thôi đi nữa thôi. Hồi nãy giờ mấy cái không có dính con nào hết trơn. Thấy có mồi ăn muối quẹt đây nè, rậm rạp quá tay. Dính cái mặt ơi. Ôi má ơi, cái gì mà vàng hực bụi trắng vậy trời, mày lớn gì nè. Tim đập nhanh quá. Để thở cái. Cái này thì mình cũng không biết là con gì, khẳng định chắc chắn nha. Mà thấy nó vàng nó bự bằng cùm tay đó. Ôi thấy được trong camera không cả nhà. Ôi. Ôi thôi, nó giống nhít kìa. Lên tim luôn, nó thở lên tim á. Rồi giữ hết bình tĩnh đi, xuống dưới dở lên coi. Bự lắm. Vàng ánh luôn. Camera thấy không? Má ơi thiệt chứ, sáng làm hết hồn. Con lươn. Ôi lạ chẹn. Ui, nó dài hết trơn cái lờ, còn co lại cái đuôi nữa nè cả nhà. Ui nó thấy mình nó trốn nè. Ôi má ơi, lần đầu tiên bắt gặp con lươn già lươn khủng như thế này á trời. Lươn á thì hiện tại cũng còn khá nhiều ở trong cái vùng rừng rậm rạp nha, nước thúi đồ phái lắm à. Còn chú, nhưng mà lươn bự cực cụ như thế này thì còn hiếm lắm. U là chèn con này nó nhà ơi. Quá xá bự luôn rồi. Cái mỏ nó hơi chày, cá chắc nó vô đây nó ăn hết trơn rồi. Còn sót con cá sặc nè. Rồi mình hiểu rồi. Để mình đem cái con lươn này ra cho cả nhà coi nha. Bây giờ trước mắt cả nhà coi cái chiều dài đi. Cái lờ của mình á là bay dai đây, mà cái con lươn nó nằm phải là dùng lại quanh quanh quẹo quẹo, chứ cái chiều dài quá dài luôn, dài cả nửa thước đó. Lâu lắm rồi đó nghe mới bắt được con lươn bự lươn cù như thế này. Ủa, sao kêu ẹt ẹt vậy. Mình để xuống dưới mới được, lươn nó nhớt lắm. Phải thủ tay cỏ không à, nó vùi một cái là xong luôn. Ý. Mình phải chuẩn bị sẵn sàng. Lươn nhỏ nhỏ thì lâu lâu thỉnh thoảng mình đặt cũng dính hoài à cả nhà. Nhưng mà lươn bự như thế này thì ui là chèn, lần đầu tiên mình mới bắt gặp lươn bự như thế này. Ui là chèn, nó không chịu ra. Để mình thử sức của mình coi. Quá cả nhà ơi, có nhìn thấy hai bên nó mô mô ra không? Bên đây nè,
Hồi nhỏ mình nghe ông bà cha mẹ em lớn tuổi kể mà lương bự nghe ngày xưa còn nhiều lắm, hai bên đầy nó sẽ mọc ra cái lỗ tai, rồi con lương càng ngày càng bự ra mà nó thun lại, nó thành con tròn á con nè. Con lương dài nửa thước tay, nó mạnh lắm. Ui. Cởi mở nè. Này là chẳng hạn, chắc hẳn là vô lâu rồi nè. Vàng ơi là vàng, quá tròn luôn, ngon luôn rồi. Cái này là để lâu thành tròn vậy đó. Ôi nè, đi biết bao lâu rồi, không có dính con cá nào hết trơn. Có con cái này sao dính con luôn, cụ trực bá luôn. Thôi đặt lại chỗ này rồi mình đi tiếp. Cái này cũng hơi nghiêng, hiện tượng nè. Không có. Mình kiểm tra ơi, có gắt không rồi, đặt lại chỗ này ấm lắm mà sao không dính ta. Rồi đi nữa thôi. Không có con nào hết trơn. Không nghe con nước hay sao ta. Đi nữa. Trong rừng gặm gặp con nhận lội đuối thiệt chứ. Đi cái này vỏ ốc quá. Ủa cái này cả nhà có nhớ lần trước mình dở dính con rắn gì cá ở đây không? Ủa lần này không có rắn có cá gì hết. Có rất thân kỳ. Không có cách. Mua lại. Này nhúng nhích nhúng nhích. Ý. Ui. Nè, 3-4 em luôn rồi. Đi có em cá thác lát nữa. Cặp vợ chồng cá chê, một người cá sặc. Đi suốt hồi nãy giờ không có cá. Có cái này là dính được mấy em nè. Lần này đi cả nhà. Cá chê này là một cặp hay sao á ta. Mình chỉ sử dụng cá chê với cá thác lát thôi nghe, cá sặc để lại. Hên quá, hai con cá chê này là có thể ở nhà ăn đủ rồi. Để coi ra em lương như thế nào. Đó, coi nè. Cá chê này dai lắm á. Cái màu ngộ quá à. Cái màu giống như màu nước vậy. Nước ở đây nó hơi đen đen nè. Bây giờ em thấy hại hơi bự hơn nha, cầm nặng nè. Đó. Ôi vô lâu rồi sao hơi sần sần nha. Cá thác lát nữa nè. Cá thác lát ngon á nha. Cá thác lát này được vài con vậy, như vậy là mình làm chả ngon lắm á. Giờ ngủ ba cho người lớn tuổi ăn thích lắm. Cá sặc để neo lại chỗ cũ, chỗ ấm nè. Quá đuối đó nhờ. Trên tay này mình là một nùi lờ 6-7 cái ở bên ăn á, bên đó đó. Cánh gừng năng gặm gạp lâu năm, không có dính cá nhiều, chỉ có mấy em cá sặc ở trong thùng luôn nè. Giờ quyết định là bên đây mình dỡ mấy cái còn lại cuối cùng rồi là sẽ kiếm chỗ đặt mấy cái ở bên ăn, cái bên ăn không có dính. Cái này lần trước mình thăm dính cá phi. Không biết lần này có mà sao thấy nó không có động tĩnh. Không có một em luôn. Chắc hôm nay con nước rồi, hôm nay dính cá ít quá. Còn cái cuối cùng lần kia mình đi thăm luôn.
Ô cái cuối cùng nó nghiêng bá tay nè. Không biết sao ta. Nó nghiêng nhưng mà mình đi động nó cũng không có hiện tượng gì. Ô có một em cua à. Ôi đi lên cho cả nhà coi thành quả hôm nay dính một chú lươn cụ muốn thành tròn. Thì sau đó mình đi đặt mấy cái lờ để... Một người lờ đàn hồi cực nữa nè. Kiếm chỗ đặt cũng cực lắm. Xa ơi là xa mới có một chỗ đặt. Hôm nay là cái luồng cũ mình dính thì mình để nha. Bên ăn thì cũng hết. Tuy hôm nay không trúng lắm nhưng mà là hàng khủng không à. Hàng hiếm nha cả nhà. Chắc chắn là ngày hôm nay vô lâu rồi cho nên đó là có cái hiện tượng hơi sần. Cái mỏ cài nè. Vàng nè cả nhà. Vàng hực luôn. Mình ngồi xuống để thủ. Nhớt dữ lắm nha. Cái này mình ước tính coi khoảng 800 gram á. Hơn luôn. Nặng lắm cả nhà ơi. Hên là dạo gần đây mình mang bao tay cho nên dễ. Nè. Lươn già, lươn cụ. Hàng hiếm. Cái này sắp thành tròn luôn rồi. Mình căng ra cho cả nhà coi con lươn dài nửa thước nè. Chắc là cả nhà mình ai cũng có nghe nói lươn mà già, lươn cụ lâu năm thì nó có thành tròn là có phải không cả nhà? Chắc cũng có một số cả nhà mình biết điều này. Nè, mình cũng nghe kể thôi chứ chưa thấy. Lươn dài nửa thước, nặng khoảng 7 đến 800 gram đó cả nhà. Muốn thành tròn rồi, mọc hai lỗ tai, coi này chiều dài nè. Ôi, đáng sợ nhất là hai bên đây nè, gù lên cao rồi nè. Càng lớn thì gù càng cao, hiện tượng mọc lỗ tai. Con lươn này sao dám ăn. Ôi, coi nè, cả nhà ơi, so sánh giùm mình đi. Cái cổ tai với con lươn, cái nào bự? Mình có bao tay dàm gồng nữa đó, thủ đó. Chắc là vô mấy bữa rồi đó cả nhà ơi. Nằm yên nghe, yên nghe. Nó hả miệng nó ngam ngáp kìa. Nó có một cái dấu sần sần khờ khờ rồi. Mới cá sặc này là ở bên năng đó. Dính cá sặc không à, không có dính cá gì khác. Cho nên mình quyết định là cuốn hết cái luồng lờ bên năng dời. Cái luồng lờ dính cá dính lương là mình để lại thăm vào quận nữa. Mấy quận trước đó, thăm bên ăn cũng không có dính cá. Đây. Tổng thu hoạch hôm nay không trúng mánh nhưng mà mình dính được hàng hiếm cả nhà ơi. Mừng dễ sợ luôn. Cái em này thì quá xá nặng. Lần đầu tiên mình mới bắt gặp. Trước đây thì mình đặt lờ cũng vô lương hoài ha. Lần này thì em này bự nhất. Một, hai em cá chê thôi. Dạ đến đây thì Thanh Vân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm lờ. Tuy chúng ít nhưng mà làm dính hàng hiếm, hàng cụ. Dạ Thanh Vân xin chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.